Dạ, mình chào đại đình ha. Hiện tại thì chị Hồng Loan cũng vừa diễn kịch về tới này cả nhà. Hôm nay thì chị đi cùng với hai trợ lý, Hồng Chơi Chói với là anh trai thường ngày cả nhà. Đây, bé Su đi diễn với mẹ về này cả nhà. Hôm nay chị Loan dẫn công chúa theo ha. Dạ, là đầu tiên cho phép hậu nhân mến chào đại đình nha. Thì hiện tại thì hậu nhân cũng vừa đưa chị Hồng Loan về tới nhà cả nhà. Thì song song đó thì bây giờ khuya quá, khuya rồi, mấy anh em gì hết rồi cả nhà. Giờ còn hậu nhân với lại quyền thoại KB có hai, còn hai anh em thôi. Em điện thoại KB đây cả nhà. Chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại thì ông nhà Huyền Thoại cũng cùng em trai của mình là Hậu Nhân đến cấu vịt quốc thảo của Lý Chí Bích Trâm và chị Hồng Loan đến quay cho chia sẻ của chú anh chị. Và hiện tại giờ cũng khuya lắm rồi cô chú anh chị, giờ 11 giờ mấy rồi nhưng mà còn hai anh em ở đây thôi. Đó, mong chú anh chị thì biết kênh của Thoại thì qua một hỏi nha. Thì hai anh em mình đó giờ là đứng đặt thân thuộc với nhau. Thì đó, thì cũng mong cô chú chị quan tâm số thoại là điện thoại KB đó quay lóc, thì mong chú chị ủng hộ cho thoại và đăng ký để thoại có động lực quay chia sẻ với cô chú anh chị đó. Dạ thì rất mong cả nhà yêu mến hãy đăng ký ủng hộ kênh anh trai này là Huyền Thoại KB cả nhà. Anh trai này thì lần đầu tiên cũng đi quay cùng với hậu nhân này cả nhà. Mới lần đầu tiên thì nói chung là hai anh em đi quay chung với nhau cả nhà. Đó thì đều xây kênh làm chung với nhau nhưng mà anh Huyền Thoại đến hay ảnh phải còn gia đình nữa anh đi làm nên ảnh không có đi quay thường như hậu nhân, nhưng kênh nó còn rất là nhỏ. Hiện tại mới có 3.000 mấy người đăng ký thôi. Rất mong cô chú yêu mến thì hãy đăng ký ủng hộ kênh cái nhà, mình hãy bấm vào Huyền Thoại KB để đăng ký ủng hộ kênh anh Huyền Thoại nha cả nhà. Thì mấy anh em á, là chuyên quay và chuyên chia sẻ về chị Hồng Loan như là cuộc sống mỗi ngày và buôn bán ra sao. Rất mong được quý cô chú anh chị yêu mến đăng ký và like ủng hộ cho mấy anh em, là mấy anh em rất là vui rồi. Đó, cái đó còn hơn là tiền nữa cả nhà. Nói chung là cả nhà ủng hộ mấy anh em như vậy là mấy em rất là mừng. Dạ. Dạ thì hiện tại bây giờ là chị Hồng Loan về rồi cả nhà. Thì cũng bây giờ là hơn 11 giờ khuya rồi. Đó thì Hạo Nhân cùng anh Quyền Thoại KB thì cũng đang ở trước nhà, cũng như là cố gắng quay và chia sẻ những khoảnh khắc ban đêm cũng như là ban ngày gửi đến với cô chú anh chị mình xem. Thì ngày hôm qua thì Hạo Nhân, hôm nay chứ phải là hôm qua nữa cả nhà. Tối hôm qua thì quay chị Hồng Loan cũng như chia sẻ cả nhà mình đó. Giờ khuya nên hơi mệt, sáng thì lên hơi trễ cả nhà nên không có chia sẻ được cái buổi sáng này. Giờ Hồng Loan cúng kiến để mà khai trương và hàng giao nhập về, Mã Tư đến thì Hậu Nhân không quay được những cảnh đó để chia sẻ cho quý cô chú anh chị trong nước cũng như là ngoài nước xem, và sự rất là buồn luôn cả nhà. Tại vì đi phi nhiều nên nó rất là mệt luôn cả nhà, rất là mệt, sáng thì không nổi luôn. Với lại một phần nữa thì Hậu Nhân ở nhà cũng hơi xa, từ đây về bển là chạy nhanh thì phải 40 50 phút mới đến, mà chạy chậm thì khoảng 1 tiếng mấy đó, còn kẹt xe là gần 2 tiếng đó nha. Thì từ bản vào đây chừng 30 cây số thôi chứ cũng không có xa, nhưng mà đường Sài Gòn cả nhà mình biết mà, đèn đỏ rất là nhiều và cũng như là rất là nhiều người nên rất là kẹt xe đó. Nói chung là Sài Gòn thì người dân rất là đông nên mình buôn bán rất là dễ, cũng hơi dễ hơn là mấy khu vực khác cả nhà. Thì hôm nay là chị Hồng Loan đã bán rồi, là mùng 8 và ngày mai là mùng 9 cả nhà. Thì rất mong cô chú bác anh chị ở gần đây á, thì hãy đến số 5 đường Đoàn Thị Điểm, quận 1 của Phú Nhuận đến đây và mua hàng ủng hộ chị Hồng Loan. Và cũng xin chia sẻ cả nhà mình thêm một cái thông tin này nữa. Thì thường thường là mấy cô chú đến đây mua hàng á cứ ngại ngại, sợ mấy anh em quay á, quay mấy anh em quay mà cả nhà mình ngại á, thì cả nhà mà lúc mà mấy em đang quay cả nhà mình cứ nói trực tiếp luôn cũng được.
nói là đừng quay và đừng đưa hình cô lên đó, thì cả nhà mình đừng có sợ, thì lúc đó cả nhà mình nói thoải mái thôi. Thì cả nhà mình không thích đó thì anh em mình sẽ cắt khúc đó và không đăng lên đó. Còn cô chú nào mà thấy mấy anh em quay chia sẻ mà thấy bình thường thôi thì cứ bình thường thôi, mấy anh em sẽ chia sẻ lên, còn mình không muốn chia sẻ thì mấy anh em sẽ cắt những khúc đó ra, không chia sẻ những khúc của cô chú anh chị mình nha. Thì rất mong quý cô chú anh chị yêu mến á, thì thông cảm cho anh em trong những cái lúc mà làm việc thì đôi khi á sẽ có những cái việc mà nó sẽ không hay hay là nó hơi lố một tí xíu, mong cả nhà thông cảm nha. Tại vì cả nhà mình á, mình nên nhiều khi mấy anh em quay cái nhà cứ tập trung vào cái máy thôi nên nhiều cái nó sẽ không có được chỉnh chu. Thì rất mong được quý cô chú anh chị mình tương tác á, hãy bình luận bên dưới để mà anh em mình khắc phục, mấy anh em khắc phục nhiều hơn để mà cải thiện ra những cái video hay hơn và chia sẻ cả nhà mình nhiều hơn. Thì Hạo Nhân cũng mới làm YouTube thôi cả nhà, nhiều cái Hạo Nhân chưa hiểu hết và cũng chưa biết hết được. Đôi khi mà làm quay những hình ảnh nào nó không đúng hoặc là nó sai đó, rất mong cả nhà mình hãy bình luận bên dưới chia sẻ cho Hạo Nhân. Hạo Nhân rất là biết ơn luôn á cả nhà, rất là biết ơn và rất là quý, rất là mừng luôn. Tại vì đi ra đường học hỏi, phải học hỏi nhiều thứ luôn cả nhà, không phải là mình có được một kênh YouTube rồi mình nghĩ là mình hay, mình tài, mình giỏi. Thật sự đi ra đường ở nhà mình học được một cái nào, một cái một chút chút chút. Thật sự Hạo Nhân cũng xin chia sẻ cả nhà mình á, từ ngày Hạo Nhân ra làm á thì được rất là nhiều cô chú anh chị chỉ dẫn, à, em ơi như vậy không đúng nè, như vậy nè, em làm như vậy sai nè. Hạo Nhân rất là chịu khó tiếp thu những cái lời góp ý của tất cả cô chú anh chị mình luôn. Với lại nữa, cả nhà mình bình luận, tương tác bên dưới với Hạo Nhân á thì kênh nó sẽ càng ngày nó càng phát triển và càng ngày càng đi lên. Thì Hạo Nhân rất là mừng, Hạo Nhân sẽ trả lời tất cả những bình luận của cô chú anh chị mình luôn. Có thể là có thể á, cả nhà đang yêu mến chị Hồng Loan và muốn mua hàng ở xa không đến được, và muốn mua hàng mà điện thoại mình điện hỏi không được cả nhà, thì cũng có thể nhắn tin bình luận trên kênh Hạo Nhân, thì Hạo Nhân sẽ trực tiếp và đi vào bên trong và làm việc mấy anh. Nhiều khi á, trong shop á có điện thoại, nhiều khi mấy anh chị bận không nghe được, hoặc là trong lúc đó thì có nhiều gọi đến mà mình đang gấp một việc gì đó rồi mình muốn gọi mà gọi hoài không được thì mình rất là khó chịu đúng không cả nhà. Thì cả nhà mình biết kênh của mấy anh em thì cái bình luận bên dưới thì Hạo Nhân sẽ trực tiếp trả lời liền đó, trả lời liền cho cả nhà mình để mà vào bên trong và làm việc trực tiếp và gọi lại liền cho cả nhà nha. Hạo Nhân sẵn lòng và rất là mừng vì được cả nhà tin tưởng và yêu quý và đặt niềm tin vào Hạo Nhân để mà nhờ Hạo Nhân giúp đỡ cho cả nhà mình những cái nào mà cả nhà ở xa không đến được. Hạo Nhân sẽ hết lòng giúp được, Hạo Nhân rất là mừng, Hạo Nhân rất là thích là được giúp những cô chú bác anh chị ở xa, nhưng thật sự rất là mừng luôn. Thì có nhiều lúc á, những cô chú anh chị, những anh chị ở bên nước ngoài cũng có đó nha, mừng thực sự rất là mừng. Tại vì ở bên nước ngoài á thì ít được lên đây, thì cũng có nhắn tin bình luận gì hỏi Hạo Nhân, chị muốn mua hàng thế này sao á, em có thể hướng dẫn giùm chị hoặc là vô trong nói chuyện với anh chị chồng. Thì phải nói là rất là mừng, bây giờ hỏi bên trong và làm việc liền. Thì nhiều khi cái nhà mình á điện không được đúng không, hơi lâu rồi đúng không, nhưng mà anh em YouTube á thì luôn luôn lúc nào ở trước nhà đó, thì cái nhà bình luận cái là Hạo Nhân sẽ đi vào bên trong và nhờ anh Khoa hoặc là những anh em bên trong đang làm việc bên trong á làm việc liền những cái số điện thoại của cô chú anh chị á liền luôn và gọi liền cho mình luôn đó. Dạ thì Hạo Nhân cũng xin chia sẻ như vậy, rất mong cô chú anh chị yêu mến hãy đăng ký kênh và like và tương tác bình luận bên dưới Hạo Nhân. Hạo Nhân xin chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn. Chúc cho cả nhà mình có đêm ngủ thật là ngon lành và nhiều hạnh phúc.